Cái bộ phim này á, vừa quay cực, vừa tốn tiền, quay mấy ngày mới xong một tập. Mỗi tập có mười mấy hai chục phút à. Vậy mà chị không coi. Chị mới vô tim được có mấy tháng hả? Cô biết đâu, mới vô kênh, lướt lại mấy tập cũ mới thấy nè. Tối nay về coi bộ phim này chị Hai ơi. Chị em đóng phim cực khổ, vậy mà em không coi là không có được rồi. Dạ. Ê, mấy đứa đang coi gì vui vậy? Dạ đang coi phim Thiếu Niên Công Phu nè anh. Trời ơi, sắp tới giờ quay phim rồi, mà phim này nó dài lắm sao coi kịp. Thì coi trước được như vậy coi, tối về coi tiếp cho đỡ mất thời gian anh ơi. Thôi để anh tóm tắt luôn cho nè. Nội dung chính của phim này á là xoay quanh những cuộc đấu đá giữa hai phe chính và tà. Phe chính á là của Võ Đăng Quân, phe tà là của ông Tiến Sider. Hai phe đấu đá lẫn nhau để tranh giành cái cây tươi vui. Bên phe Tiến Sider á thì muốn kiểm soát xong là phá hủy cái cây đó luôn. Còn bên Võ Đăng Quân á là muốn bảo vệ cái cây đó. Mà tác dụng của cây tươi vui á là thanh lọc không khí, bảo vệ môi trường. Mà từ xưa tới nay á, tà làm sao thắng tránh được. Cho nên Võ Đăng Quân chiến thắng, Tiến Sider thất bại bỏ chạy hết phim. Cái gì mà lãng xẹt vậy? Trời đất ơi, bộ phim người ta đóng cực khổ, biết bao nhiêu tình tiết đánh nhau, bao nhiêu cảm xúc lắng động. Anh tóm tắt nghe kỹ quá à, lãng xẹt như vậy. Anh chơi. Hôm nay rảnh rồi qua đây chơi mà không nói cho tao biết chứ. Ai nói mày tao rảnh? Tao bận trăm công nghìn việc, lâu lâu mới qua thăm thùy nhỏ một lần. Mày nói vậy, mặt mũi tao để đâu? Không mà nói giờ mày có mặt mũi sao hả? Anh chết! Hồi nãy anh chỉ tóm tắt một cái Thiếu Niên Công Phu cho chị Heo nghe. Ai mượn mày tóm tắt vậy hả? Cái bộ phim đó, team mình phải đi đóng vất vả hơn 10 ngày. Cái tập đoàn người ta phải bỏ ra hàng tỷ để mời ekip hơn 100 người về vất vả làm việc hơn 10 ngày mới tạo ra được bộ phim hơn có 1 tiếng rưỡi à. Em ở nhà em vừa ăn cơm vừa mở điện thoại lên em coi để em nắm được tình tiết, em coi gì em mới thưởng thức. Em nghe lời anh Chí review để làm gì? Có phải đâu anh. Rồi mày làm gì vậy? Em thấy Việt Nam mình á giờ xuất hiện rất là nhiều kênh review phim như là phim ma Thái, phim hài, phim kinh dị, thậm chí là phim hoạt hình ta vẫn review được đó anh. Một bộ phim kéo dài từ 1 tiếng đến 2 tiếng, bây giờ người ta review lại còn có vài phút mà, tiết kiệm thời gian cho mình, sử dụng thời gian để chơi game. Mày mới nói gì đó? Ý của em là sử dụng thời gian để đọc sách, nâng cao kiến thức, phụ mẹ bữa cuối, giúp gia giặt đồ rửa chén nấu cơm. Anh thấy em có hiểu không? Mày nói vậy là sai rồi. Hôm bữa em đọc được mấy cái bài báo uy tín nói về mấy cái vụ review phim này nè. Cái này là vi phạm bản quyền, là bị phạt hành chính hoặc là phạt hình sự đó anh. Thằng này có kiến thức nè. Thôi bây giờ để anh đưa một cái giả dụ gì cho tụi em dễ hiểu nè. Như Chí là một cái người chuyên vẽ truyện tranh. Chuyên vẽ thì giờ mỗi ngày mày đầu tư vô bộ truyện đó là mất 10 tiếng đồng hồ. 10 tiếng. Sau một năm mày mới hoàn thành xong cái bộ truyện tranh đó thì năm đó mày mất bao nhiêu tiếng? 3.650 tiếng đó mà. Một cái con số cực kỳ khổng lồ. Nhưng sau khi mày viết truyện xong mày chưa kịp bán nữa. Thì tao đã qua nhà mày, tao mượn cái quyển truyện đó để tao đọc. Sao không mua mà lại mượn? Không, tao mượn hả? Vì sao tao có tiền? Thì tao mượn cái quyển sách đó, tao đọc xong rồi tao nắm được nội dung rồi. Giờ ra đây tao nói cho team Tony nghe về cái nội dung truyện tranh của mày. Tao gặp cha mẹ tao, tao nói cho cha mẹ tao nghe. Tao lên quán mèo ngố tao nói cho nhân viên tao nghe. Nói chung là tao gặp ai tao cũng nói hết. Thì nội dung quyển truyện của mày sao thì cả thế giới này người ta đều biết hết trơn. Quá đáng lắm luôn Vinh. Ai cho mày chơi trò mất dạy như vậy hả? Thì bây giờ mày nhắm đi, sau khi thế giới này người ta nắm được cái nội dung cốt truyện của mày thì mày có bán được quyển nào nữa không? Không. Còn người ta không mua mày có tiền không? Không. Mày không có tiền thì mày có phát triển đam mê được không? Không luôn. Thì khi đó mày bán sách không được thì mày chỉ có chuyện là ngồi ở nhà húp đứt cơm và ăn cơm uống để sống qua ngày thôi. Đúng. Thì cái cảm giác tiêu cực của mày hiện tại đây nè, chính là cái cảm giác khó chịu mà nhà sản xuất phim người ta đang chịu. Mày hiểu chưa? Nói vậy nghe dễ hiểu chưa? Thì ra là vậy. Đó giờ coi review đâu biết đâu. Bữa nay nhờ của anh Tông não, mà bộ não ngu si này của em nó mới hiểu nè. Hết luôn rồi anh Ngáo ơi. Cái ý tưởng mở 10 kênh review phim của hai anh em mình kết thúc rồi. Có ở đâu bộ em ơi? Bộ gì đâu anh? Nãy giờ anh lấy gẹn nghe mà. Anh bà Vinh, tao thấy cái chủ đề này á, trước giờ kênh mày cũng chưa có làm. Không mấy giờ mày cho tụi nhỏ làm thử coi sao? Thử sức không mấy đứa? Được rồi, nhưng mà nhớ là trong phạm vi là cái vlog hoặc là một cái tập phim nào đó trên kênh Tony TV thôi, chứ đừng có review của người khác nha. Dạ. Thôi nói em cũng biết nữa. Mày làm gì nữa? Đóng quá. Em biết luật mà, em là người văn minh. Đi đội đây. Cảm ơn em luôn. Ủa, review phim mà chia đội để làm gì vậy? Chứ sao anh? Ví dụ như năm đứa em là ăn đội đi, hai thằng coi phim,
hai thằng tóm tắt rồi viết lại nội dung câu chuyện, một thằng kiểm tra coi nó viết lại đúng với cốt truyện hay chưa, rồi luyện tập cái giọng đọc, xong rồi thêm vô giải tình tiết hài hước nữa, chứ đâu phải muốn review phim là dễ đâu trời. Thằng này biết lo xa nè, khá lắm khá lắm. Rồi bắt đầu. Vô ngồi đi mấy đứa. Giờ kênh của anh Vinh là mình review clip vlog hay là phim điện ảnh đây? Đó, giờ anh có thấy kênh nào review vlog không? Mình review phim đi. Anh Tiên nói đúng nè, kênh của anh Vinh cũng nhiều phim mà. Mình lựa đại một bộ đi rồi tóm tắt lại là được rồi. Giờ coi kênh của anh Vinh có bao nhiêu bộ phim nè. Rồi Siêu Nhân Chó, Thần Bài Sát Gái. Thần Bài Sát Thủ má ơi, nó tầm bậy tầm bạ không à. Kênh Kiếm Mà, rồi Đội Bóng Bất Bại nè. Đội Bóng Bất Bại được đó, chọn cái đó đi. Ok, rồi viết đi Di Thảo. Vừa coi Đinh Hồn. Ghi câu đầu tiên nha. Câu chuyện bắt đầu từ một ngôi làng bình yên nọ. Sao chưa ghi nữa, đã đọc đó. Ghi liền này, ghi liền. Đèo Hảo ơi, chứ chữ xấu mà ghi lâu quá à, nhanh nhanh coi. Từ từ đi, gấp quá, tại chữ xấu nữa đó. Chị Hảo ơi. Xong chưa chị? Xong rồi nã tiên, đọc thử đây. Dạ. Anh Vinh và anh Trí có pha phối hợp đầu tiên và dứt điểm nhưng không vào. Sau đó vẫn là một số pha tấn công nữa. Nhưng Thủy thật sự... Khoan. Chắc sám của team ghi ra mà cân tướng tóc bằng giọng điệu đó ai đâu mà nghe. Cô phải nhắn nhá dữ lên. Hiểu chưa? Cưng phải đặt một cái chất giọng của riêng mình thì người ta mới xem cưng. Đây, để làm mẫu cho. Dạ. Câu chuyện bắt đầu tại một ngôi làng bình yên nọ. Có một nhóm bạn nhỏ lớn lên cùng nhau, có cùng chung đam mê bóng đá, họ cùng vui chơi, cùng xem bóng đá, cùng tập luyện. Giỏi quá. Đúng là lắm, trẻ ham vui. Nghe nó chơi cái là chạy ra sân nó chơi nó trời à. Ê, biết gì? Cái gì á? Bánh bèo nè, có nước không? Tôi miếng nước rồi. Em không. Đọc cái giọng này khát nước quá. Uống đi. Mới đọc có mấy câu mà khát nước rồi. Uống lẹ đi. Đã chưa? Uống lẹ lên rồi đọc tiếp nè. Rồi đọc tiếp đi. Rồi đọc tiếp đây. Đội này làm việc nghiêm túc mà review phim cũng hay nữa. Thằng Hùng nói giọng chữ nghe cũng hay đó, nhưng đối với ta thì kém quá xa. Vậy rồi tao cho mày nói nha đại. Mắc cái giống gì mày pha đèn vô mặt cái vậy? Mày tính thủ mấy anh em tao chết hả? Gì vậy ta? Ăn cắp ý tưởng của nó tới đây được rồi. Đi về. Tốn tiền chữa bệnh khá là lớn, sẽ rất khó khăn cho thời gian sắp tới. Bạn thân chơi chung với nhau từ nhỏ cho tới lớn, bạn gặp khó chẳng lẽ mình không giúp? Rồi, vô ngồi đi mấy đứa ơi. Dạ, đây cho. Vô ngồi đi. Thôi. Không ai lên đại. Rồi đó. Ê, team nữ review phim Đội Bóng Bất Bại rồi. Bây giờ team mình review phim gì cho hấp dẫn bây giờ? Siêu Nhân Chó đi, cốt truyện phim đó chơi trâu lắm, hợp tính cách với các thành viên trong nhóm mình nè. Ai chạy trâu? Mày á. Nó nói tao chạy trâu kìa Ngọc. Chứ gì nữa. Cái hành động của mày đang chứng minh mày là một thằng chạy trâu đó Quang à. Ngồi xuống đi mày ơi. Mấy đứa tập trung giùm anh cái đi, lo tìm phim kìa. Hôm nay phim cổ tích Mặt Tiết và Bảy Chú Lùn. Thạch Sùng. Ê, Thạch Sùng được hả đại? Cái phim cổ tích này anh Vinh lòng nhiều giá trị nhân văn của chồng lắm á. Vô đi mày. Còn hai đứa bay ngõ bỏ anh ra mà review quá đây nè. Ngồi đây ra ngoài cho. Ok. Rồi giấy bút đồ đâu? Kìa, anh để dưới đó kìa. Chỗ này đi đây. Ê, con gà quay. Con thấy con gà quay rồi. Con gà. Đi coi làm gì đây. Ngồi xuống. Làm gì? Xé cái đùi. Xé cái đùi. Ôi ôi. Nó cầm lên, nó ngửi kìa. Đó. Rồi nó bú. Nó liếm. Nó ăn luôn rồi kìa đại ca. Nhìn thèm như vậy. Đi vô. Kìa. Đi uống gì? Đó. Trời ơi, thằng mày. Làm nãy giờ thèm chết luôn á. Nước miếng nó chảy. One hour later. Đầu phim có một tên quan đi ở trong biệt thự siêu to khổng lồ cực kỳ sang trọng cùng một con gà quay để trước mặt hắn. Hắn ta liền ngửi, cầm cái đùi lên ăn ngấu nghiến. Mày làm cái gì đó? Đang cạp đùi gà đó.
Nãy giờ tao tưởng mày mắc sưng cá đó chứ. Hay dạ, quay lại bộ phim đi nào. À khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Quá ra là một kẻ thuộc khỏi ăn mày thôi. Vậy mà làm cho khán giả nãy giờ thèm muốn chết. Vâng, hắn chính là nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay. Tên thật Sùng, hắn đang ăn xin ngoài đường cùng với một tên ăn xin khác. Mệt rồi phải không? Tới tạo review cho. Tên Thạch Sùng này khác với những kẻ ăn mày. Thôi, được rồi Thanh ơi. Em đọc vậy cái bản sao nghe được. Đây, để đọc cho nè. Mày ghi quý phim mà đọc chữ không chạy hả? Thôi, về lớp 1 học không đi. Nè nè, tập trung nghe nè. Thôi. Tên Thạch Sùng này khác với những kẻ ăn mày khác là biết chữ để đọc sách. Loại sách yêu thích của hắn là kinh doanh làm giàu và thao túng tâm lý. Ăn xin mà cũng biết nghiên cứu sách nữa à. Vợ Thạch Sùng bưng ra một nồi cháo trắng. Hai vợ chồng vừa ăn vừa tưởng tượng viễn cảnh giàu có sau này được ăn sơn hào hải vị. Thạch Sùng ăn xong thì đứng lên đi kiếm tiền. Đi ăn xin thì nó đại đi đại ca. Bằng kiến thức học được từ sách tâm lý, Thạch Sùng biết lợi dụng tình thương của mọi người để giả què ra đường đi ăn xin. Trên đường làng quen thuộc, Thạch Sùng đang ngồi xin tiền cùng một tên ăn mày khác. Nhìn từ xa, hắn ta bỗng thấy có một ông lão có gương mặt phúc hậu đang tới gần. Biết đây có thể là một con mồi béo bở có thể xin được nhiều tiền, nên hắn đã giấu hết số tiền xin được trong ngày vào dưới đất. Nhưng hành động đó đã không qua mắt được tên ăn mày bên cạnh. Hắn sân si và định bóc phốt sự dối trá của Thạch Sùng thì ngay lập tức bị ăn chiếc dép tổ ông già mặt. Trên đường về nhà quen thuộc với hào quang của nhân vật chính thì đạo diễn Tony đã cho Thạch Sùng gặp thầy đồ. Tưởng ai xa lạ, quá ra là Khứa Ngọc trẻ chồng diễn viên. Với tính cách hiền lành và kiến thức uyên bác thì Ngọc trẻ châu lộn, thầy đồ nói cho Thạch Sùng biết tin cơn bão number one đang tới. Tự nhiên nghe tin làng của Bảo thì chạy về nhà gom hết tiền mua gạo làm chi chạy. Mày suy nghĩ thử đi, Bảo tới, lũ tới, hai cái nó tới chung một lượt, cây lúa nào sống nổi? Đúng rồi ha. Cây lúa không sống nổi, lấy gạo đâu cho dân ăn? Bởi vậy nó mới lấy tiền mua gạo tích trữ đợi cho dân ăn hết rồi nó mới lấy gạo đó đem ra bán kiếm lời. Khùng dữ chạy. Vậy chứ sao mày? Tiếp theo là một khung cảnh người dân mua lại xem xiếc. Nhầm là mua gạo đó. Vì lúc này gạo trở nên khan hiếm và chỉ còn mỗi gia đình Thạch Sùng là còn gạo để bán, nên hắn đã nâng giá lên gấp 100 lần. Ví dụ hồi xưa một lon là 10.000 thì bây giờ thành 1 triệu. Mặc dù tham lam như vậy nhưng hắn vẫn luôn nhớ ơn những người đã từng giúp mình năm xưa. Trời nè, tôi chưa à, mày đâu ơi. Ủa ông Bảy nhớ con không? Con nè. Nhớ chứ cậu, nhưng mà tôi chỉ đủ tiền mua nửa lon thôi, cậu bán cho tôi nha. Trời ơi, riêng ông Bảy hả? Đông trong 2 lon luôn. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm. Sau một thời gian ngắn buồn bán thất đức thì Thạch Sùng đã tích lũy được một tài sản khổng lồ. Những ám ảnh về cuộc sống khổ cực nghèo đói trong tâm lý và sự ức chế lâu năm đến thời điểm hiện tại đã được hắn giải phóng. Thạch Sùng điên cuồng đốt hết đồ đạc, thậm chí hắn còn đập luôn cái nồi đất mà hai vợ chồng ăn cháo hàng ngày. Còn gì nữa? Kể từ giờ phút này, Thạch Sùng ở ngoài đã chết, đã chết. Công nhận cảnh này mày diễn hay thiệt, tao coi mà nổi da gà luôn quan. Tao nghe mày cười ở đoạn đó mà tao ám ảnh luôn á quan mập. Diễn viên là phải như vậy, tao cười xong cái đoạn đó cổ họng tao đau 3 ngày sau chưa hết luôn mà. Sáng hôm sau, ai đồ tách tết tóc nhạc đến nhà thầy đồ để mượn tiền mua máy quay phim. Hỏi ra thì mới biết, Khứa này chơi TikTok để kiếm tiền nuôi mẹ già. Vì thế, hai vợ chồng thầy đồ đã mũi lòng quyết định bán 2 con thiên nga để đầu tư vào đam mê của hắn. Dù rất giàu sang nhưng sự kính trọng và ghi ơn sâu sắc của Thạch Sùng dành cho thầy đồ là vĩnh viễn không thể nào thay đổi. Hắn đã dẫn theo vợ và tên vệ sĩ hot boy đang mang quà đến cho thầy đồ thì bất chợt nhìn thấy một tên chủ nợ đánh đập thiếu nữ. Người giàu thì không lo chuyện bao đồng nên Thạch Sùng không quan tâm. Nhưng khi
ngay lập tức Quan Sùng Lộc, Thạch Sùng và tên chủ nợ đã cùng nhau diễn một vở kịch Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Vậy là hắn đã thành công hốt thêm được một cô vợ. Công nhận là chưa đã chứ trời. Phải mình sinh ra thời đó không? Ngon, ngon. Làm rồi. Mà giá vậy đâu được. Nếu mày hồi xưa mày lấy mấy cô vợ thằng? Chắc 13. Chứ mà đông quá để con nó nói. Hôm sau quận công Sùng Mập mở yến tiệc nên gửi thư mời cho các quan lại triều đình đến nhà chơi. Vừa thưởng thức sơn hào hải cẩu, vừa ngắm các tiên nữ ca hát nhảy múa. Ồ, ngừng lại phải dừng là 2 giây. Cái này là tiên nữ. Đùa của Sùng Mập nặng quá đỡ không nổi. Để thể hiện level giàu có và sức mạnh chịu chơi của mình thì Thạch Sùng và một kẻ có nickname là Vương Đại Nhân đã chơi một trận đá gà, mà gà chính là một tên hầu. Gà của người nào thua sẽ nộp cho kẻ thắng 30 thỏi vàng mã. Sau vài giây ngắn ngủi, thằng may mắn đã không mỉm cười với Thạch Sùng. Con gà của hắn đã bị trúng chiêu vô ảnh cướp của đối thủ và thất bại. Mất mặt trước đám đông, Thạch Sùng và Vương Đại Nhân đã có lời qua tiếng lại. Đấu võ mồm như vậy có năm sau vẫn chưa kết quả nữa, nên Đại Heo đã đứng ra tổ chức một trận đấu đổ tài sản cho cả hai. Ngày tối hôm đó, bọn họ đã thi đấu tài sản với nhau, có sự góp mặt của các bá quan văn võ và hàng trăm gia nhân đứng ra làm khán giả. Sùng Mập mang ra con gấu đính kim cương thì Vương Đại Nhân đáp lễ bằng con gấu đính ngọc trai. Sùng Mập lôi ra chiếc mũ chóp bươn thì tên kia cũng lôi ra viên ngọc thảo dược. Hai người cứ bất phân thắng bại, cuối cùng đã hết kiên nhẫn nên Sùng Mập lấy ra con át chủ bài cây bút surprise và lọ mực nang nút vẽ ra con bi ca lông. Không ngủ quên trên chiến thắng, hôm sau Sùng Mập qua thăm ông Tám, nhưng vì sợ tiếng bô xe quá ồn làm ông Tám giật mình nên hắn đã bỏ cái siêu xe Lamborghini ở nhà mà đi bộ. Kể về ông Tám thì ông là một ân nhân của Sùng Mập vì đã nhiều lần cho tiền hắn trong thời gian làm ăn mày. Do mãi mê kiếm tiền nên đến tận bây giờ hắn mới sắp xếp được thời gian qua thăm ông. Nhưng thời gian cũng biết đợi ai bao giờ, ông Tám đã qua đời và để lại một đứa cháu nhỏ sống cô độc trong căn chòi tồi tàn. Những giọt nước mắt tiếc thương đã rơi xuống và hàng loạt những ký ức giữa Sùng Mập và ông Tám ùa về. Mặc dù Thạch Sùng là một kẻ tham lam và có một lượng anti-fan rất lớn, nhưng lòng người chứ đâu phải sỏi đá. Hắn thắp một nén nhang rồi dẫn đứa cháu của ông Tám về nhà để chăm sóc. Còn Vương Đại Nhân thì luôn mang nỗi bực tức vì thua cuộc thi vừa rồi. Ông ta đang nặng óc suy nghĩ những kế hoạch để phục thù lấy lại tài sản của mình. Ngay lúc này, với sự xuất hiện của thầy đồ thì cục diện đã thay đổi. Nhưng để có được sự giúp đỡ của thầy đồ thì Vương Đại Nhân phải chấp nhận với ông ta một điều kiện. Sau khi được thầy đồ hiến kế, Vương Đại Nhân đã tự tin lên gấp bội lần. Ngày tối hôm đó, hắn đã dẫn người hầu tới cùng Sùng Mộc đã tạo ra khế ước mới. Với phong độ hiện tại và sự tự tin vốn có của Thạch Sùng thì dù có thách thức như thế nào thì hắn cũng sẵn sàng chấp nhận. Nhưng sự tự tin đó đã giảm đến mức thấp nhất khi hắn thấy thầy đồ, người thầy mà mình luôn kính trọng, tiến đến cạnh Vương Đại Nhân. Vẻ mặt hắn bắt đầu lộ rõ vẻ lo lắng, không biết ông ta mang đến vật gì đây. Mở ra, what the hell? Là một cái mẻ kho đã bị bể. Đại gia Sùng Mập làm sao lại xài những thứ như vậy? Nên hắn đã thua. Có nằm mơ Thạch Sùng cũng không thể ngờ cái mẻ kho đã gắn bó hắn lúc khó khăn cơ hàng. Nhưng khi sang vào hắn lại nở lòng đập bể. Bây giờ chính nó đã khiến hắn mất hết toàn bộ tài sản. Thạch Sùng đã trở về cuộc sống nghèo khó cùng người vợ ngày xưa. Hắn đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ ngày xưa thì nhìn vào mâm cơm đạm bạc, những ký ức cuộc sống sung sướng lúc trước ồ về, kết hợp với nỗi uất ức trong lòng thời gian qua đã khiến hắn đột quỵ mà chết. Ông ơi. Ông ơi. Ông. Thiệt là tội nghiệp cho Thạch Sùng. Coi xong chuyện cổ tích này, tao mới biết tại sao giấc tối thằng Lặng nó kêu. Sao mày? Tại tiếc tài sản đó, thua Vương Đại Nhân không cam lòng nên mới kêu như vậy.
Anh Vinh và anh Trí có pha phối hợp đầu tiên và dứt điểm nhưng không vào. Sau đó vẫn là một số pha tấn công nữa nhưng không chiến thắng được thủ môn của đội bạn. Kỹ thuật chơi bóng của đội bạn thật sự rất tốt và bắt đầu phản công. Minh Dương và Tuấn Anh này phối hợp với nhau rất ăn ý và Minh Dương đã ghi bàn. Ủa, tại sao một đội bóng thì những bạn nhỏ hết sức bình thường lại có thể thi đấu cùng với những cầu thủ nổi tiếng vậy được? Câu chuyện bắt đầu tại một ngôi làng bình yên. Có một nhóm bạn nhỏ lớn lên cùng nhau, có cùng chung đam mê bóng đá. Họ cùng vui chơi, cùng xem bóng đá, cùng tập luyện. Đúng là trẻ trâu ham vui. Nghe tới chơi cái là chạy ra sân hết trơn hết trọi à. Ê, bị vậy? Rồi, xỉu luôn rồi. À quên giới thiệu nữa, bạn gái này tên là Bảo Ngọc, mang trong người một căn bệnh đang trở nặng. Ở bệnh viện, ba của Bảo Ngọc được bác sĩ thông báo là số tiền chữa bệnh khá lớn, sẽ khó khăn trong thời gian sắp tới. Làm bạn thân chơi chung với nhau từ nhỏ cho tới lớn, bạn gặp khó khăn chẳng lẽ không giúp. Trong lúc ngồi bàn tính thì anh quan xem được một thông tin trên mạng là sắp có một giải bóng đá phần hưởng cho đội vô địch là rất lớn. Số tiền này có thể giúp Bảo Ngọc chữa bệnh nên cả team quyết định lên Sài Gòn để tham gia giải đấu. Trẻ trâu Việt Nam nói ra làm. Sáng hôm sau cả team cùng nhau bắt xe lên Sài Gòn. Đó giờ chưa có đi đâu xa. Đến Sài Gòn mọi thứ đều rất mới lạ. Trong lúc đang tìm chỗ đăng ký thi đấu, gặp được idol chất chất qua đại đang tăng bóng ở ngoài công viên. Cả team nghĩ rằng cậu ta biết nơi đăng ký thi đấu nên theo dõi đi qua hết mấy con đường. Đến cuối cùng thì cả team đã bị phát hiện. Và sau khi nghe được mục đích của team là vì một người bạn đang mắc bệnh nên chất chất đã theo dõi đi giúp đỡ. Tụi nhỏ đăng ký thi đấu nhưng vẫn chưa biết rằng đằng sau có ba tên ác nhân âm thầm theo dõi qua một màn hình tivi. Tại sân cỏ, các bạn nam đang cố gắng luyện tập. Cuối cùng trận đấu đầu tiên cũng tới. Do lần đầu bước vào giải đấu lớn, tâm lý hồi hộp, kinh nghiệm chưa đủ, không tập trung, đội hình rối loạn, chưa vừa đá bóng vừa cãi nhau nên ngay lập tức team Tony bị thủng lưới một bàn. Thôi chị hai ơi, đọc chữ mà đọc cũng không chạy nữa, vậy cũng bị đặt người review phim. Đưa đây, lập tiếp cho. Vào hiệp 2, tưởng như các cổ động viên sẽ chê cười team Tony, nhưng không, mọi người vẫn nhiệt tình cổ vũ. Các bạn nữ reo hò, anh Vinh tăng động lực. Vào lúc đó, Chí sư đệ hiểu nhầm là các nàng đang cổ vũ cho mình, nên tinh thần của anh ta như được bốc thêm 500% sức mạnh, tung ra một cú đánh đầu sấm sét làm thủng lưới của đối phương. Không sao anh Chí ơi, làm tốt lắm, đừng xúc động. Tại sao lại chạy mũi mũi rồi? Chắc lúc đó bật lên không đánh đầu mà đặt thẳng cái mặt vô trái bành rồi chứ gì. Hẹt là mất mặt với mấy em gái đang cổ vũ ngoài sân đó mà. Trận đấu tiếp tục, team Tony càng đá càng hay. 1, 2 bàn, 3, 4 bàn. Rất nhiều bàn thắng được ghi và liên tiếp mang về những chiến thắng trong các trận đấu tiếp theo. Từ đó đội bóng Tony trở thành một hiện tượng và nổi tiếng trên các mặt báo Hollywood và được các bạn nhỏ trên khắp cả nước xem như idol giới trẻ. Chắc không đợi như vậy thì team Tony vào chung kết cũng không có gì là lạ. Đang hào hứng nhận thông tin thì ban tổ chức đội bóng đất thổ đã bị ngộ độc vì để móng tay mà hất ăn báo. Vậy là team Tony thắng rồi. Sao có dễ ăn như vậy? Ban tổ chức đã hài vào một quán quân 5G với các idol bóng đá rất nổi tiếng như Minh Dương, Em For You, One B, Tấn Anh. What the hell? Sao nó lại? Thì đó, bởi mới có một cô fan cồn giác cái xe là hai ổ bánh mì thịt đứng lên phản đối. Đó là thật hiển luôn, không thể như thế được, không thể. Sau khi hội ý thì team Tony vẫn quyết định thi đấu tới cùng, mặc dù đối thủ rất mạnh. Mở đầu trận đấu chính là cảnh mà các bạn đã thấy ở đầu clip đó. Tuấn Anh chuyền bóng cho Minh Vương và ghi bàn. Oh my god, thủ môn gì mà dở vậy? Kiểu này là chết rồi. Anh chập dở quá, vô nghỉ ngơi đi. Trận này để em lo cho. Đội xanh vẫn tiếp tục làm chủ trận đấu. Tức anh chuyền bóng cho Minh Vương. Minh Vương đỡ bóng bằng ngực và tung cú volley trời giáng. Kết thúc hiệp 1, team Tony bị dẫn đến 2 bàn. Nhận thấy khả năng chiến thắng gần như không có nên ai nấy đều rất lo lắng. Tưởng chừng cuộc đấu sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng đội của đối thủ đột nhiên cầm bóng lên, cả đội ra ngoài sân. Ủa, sao vậy? Hành động này trong bóng đá có nghĩa là bỏ cuộc nè. Chuyện gì đã xảy ra?
À, thì ra là đội xanh đã thấy được tinh thần chiến đấu của team Tony, sự yêu mến của người hâm mộ và biết được mục tiêu thi đấu, đó chính là lấy tiền thưởng chữa bệnh cho bạn. Đội xanh quyết định nhường chiến thắng cho team Tony. Điều này đã chọc giận ba tên ác nhân. Bọn chúng đã xuống sân la hét, chửi bới sùm. Thì mới vỡ lẽ ra, bọn chúng đã chiêu dụ các idol bóng đá để ngăn cản team Tony không giành được chiến thắng. Khi biết được sự thật, bọn chúng bị mọi người phản đối, nhất là cô Phan cùng chửi bới kịch liệt. Thấy chúng không lại nên cả ba rút lui, biến mất và hẹn ngày phục thù. Ủa, vậy là hết phim hả? Thì phải rồi. Thôi chị Hai ơi, hết phim rồi, nói chuyện bình thường thôi. Ok, sau khi vô địch á thì team mới nhận được cái phần thưởng đó, đem vào bệnh viện để chữa bệnh cho Bảo Ngọc. Vậy là kết thúc viên mãn rồi. Đúng rồi, một thời gian sau Bảo Ngọc khỏe lại rồi trở về nhà. Còn các bạn trẻ thì quay về với cuộc sống bình yên ở dưới quê như trước. Họ cùng nhau vui chơi nè, để thực hiện ước mơ của riêng mình. Các bạn thấy tiếp một review của team tụi mình hay không? Nhớ bình luận phía dưới cho tụi mình biết nha. Và đừng quên ấn nút đăng ký, bấm like, bấm chuông để ủng hộ team mình nha. Anh Trung á, anh đánh giá phim của tụi em, anh đánh giá team của tụi em sẽ không có công bằng bằng các bạn khán giả đây, người ta xem xong người ta đưa ra nhận xét đâu. Nói chung anh á, sau khi mình xem cái video review phim của hai team này thì mình thấy rất là ba sàm, nhưng mà cũng khá là vui. Anh á, tại vì các em là thành viên trong team anh, không giờ em kêu anh nhận xét là làm sao mà anh nhận xét công bằng được. Thành ra các bạn khán giả xem xong clip review phim này của team mình nè, các bạn hãy để lại nhận xét là các bạn ấn tượng bởi giọng đọc cũng như là cái cách tóm tắt phim của đội nào. Đội nào mà càng được các bạn yêu thích thì cái đội đó mới là đội giành chiến thắng thật sự. Hay à, quý vị huynh đài nào mà hết phần review của tại hạ, hãy bình luận với mình dưới để cho bàn vai của tại hạ có thể thắng được cái hội nữ nhì quốc yếu đuối bên kia. Đà tạ. Quý vị huynh đài mà thích cái series review phim này thì hãy bấm đăng ký kênh, bấm like và bật cái chuông thông báo lên luôn nha quý vị. Tạm biệt đi. Tạm biệt. Chúc các vị huynh đài xem video vui vẻ.